Ở Việt Nam hiện nay Ford Ranger đang là mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất. Ngoài cái tính năng vận hành rất là bền bỉ, giúp cho những người chủ sở hữu có thể làm tốt, đảm nhiệm tốt công việc của mình. Ngoài ra thì Ford Ranger cũng đảm nhiệm một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống tinh thần, đó là đưa chủ nhân đi đến những vùng xa xôi nhất, khó khăn nhất, hiểm trở nhất. Ở đâu khó là có Ranger, mà ở đâu đường khó đi Ranger sẽ tới. Như chúng tôi đã tham gia vận chuyển với một số lượng hàng thiết bị y tế, dụng cụ y tế trong các cái đợt Covid, và đặc biệt là những thứ cần thiết thiết yếu như yếu phẩm chuyển tới các miền lũ lụt trong cơn số bão số 6 và cơn bão số 7. Chúng tôi đã vận chuyển đưa hàng lên ủng hộ giúp các cháu học sinh huyện nghèo và đặc biệt là một điểm trường bán trú và nội trú thuộc của tỉnh Hà Giang. Chiếc xe bán tải Ford Ranger thực sự đã là cái sợi dây kết nối tất cả những con người có cùng đam mê với nhau. Thì chúng tôi luôn luôn coi rằng chiếc xe bán tải Ford Ranger đó là cái chất kết dính của cái tình đồng đội, tình đoàn kết. Chúng tôi gửi đến cái thông điệp cho tất cả những người đam mê chơi xe bán tải và cộng đồng người chơi xe ô tô địa hình ở Việt Nam nói chung, làm sao lái xe được an toàn, đảm bảo cái giao thông được an toàn trên mọi nẻo đường và sống có ích cho xã hội. Hơn cả một chiếc bán tải phục vụ công việc, Ford Ranger đã và đang trở thành biểu tượng cho những chủ nhân phong cách. Đồng thời, cũng là người bạn tin cậy, mang lại cảm hứng thú vị trong cuộc sống. Ranger đồng hành cùng mỗi chủ xe trong hành trình khẳng định phong cách sống chất và lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng. Với Ford Ranger, bạn có thể đi bất cứ nơi đâu và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Ở đâu có vết bánh Ranger và bước chân của những người chủ xe Ranger, ở đó luôn để lại sự thân thiện, tình yêu thiên nhiên và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Ford Ranger đã tạo ra một trào lưu chơi xe bán tải, văn hóa xe bán tải cho những người ưa thích sự khám phá và chinh phục thử thách để thể hiện bản lĩnh, đam mê và cá tính của mình.